Vậy thì để đạt được mục tiêu thì chúng ta có cách thức nào không các em? Và sau đây tôi sẽ trình bày cách thức đặt mục tiêu được gọi là nguyên tắc SMART. Nguyên tắc SMART là gồm các chữ viết tắt của các chữ cái. Chữ S là specific cụ thể, chữ M là measurable đo lường được, chữ A là attainable trong khả năng đạt được và chữ R là realistic thực tế và chữ T là tham bao giới hạn về không thời gian và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu từng nguyên tắc một nhé để đạt được mục tiêu thì không phải cứ đưa ra nguyên tắc một cách à, mục tiêu một cách chung chung là được và chúng ta sẽ tìm hiểu các nguyên tắc này thứ nhất đó là mục tiêu chúng ta phải đạt được cái tiêu chí là cụ thể ví dụ các em nhìn thấy tôi có một ví dụ là tôi muốn học giỏi tiếng Anh vậy thì như thế đã được chưa như thế nào là giỏi và giỏi là một cái từ rất là chung chung với người này giỏi chỉ cần qua môn, với người kia giỏi là 8, 9. Vậy thì chúng ta phải đặt mục tiêu rất là cụ thể, tức là tôi muốn học giỏi môn tiếng Anh được uh, bao nhiêu điểm, cụ thể như thế nào, uh, kỹ năng gì là giỏi, nghe, nói, đọc, viết. Tức là phải càng cụ thể thì càng rõ ràng.